sau trận động đất chết người ở Tây Java, Indonesia. Sulihin vui mừng khôn xiết khi con trai chào đời diễn ra trong một lều sơ tán. Cậu bé chào đời sau khi mẹ cậu, Romat Kartini, trải qua những cơn co thắt trong trận động đất làm rung chuyển thị trấn Sianjur. Cô ngay lập tức được sơ tán đến lều cứu thương từ ngôi nhà đổ nát của mình. Việc sinh nở của cô bị cản trở do đường đi khó khăn, bị tàn phá bởi cả trận động đất và lở đất sau đó. Thuốc men và dụng cụ đầy đủ rất thiếu thốn. Có lẽ trận động đất này đã mang phúc lành cho vợ tôi, vì vợ tôi được các bác sĩ chuyên môn rất giỏi xử lý. Vợ tôi đã chuyển dạ, em bé chào đời và tôi hạnh phúc với những phước lành. Trận động đất mạnh 5,6 độ Richter hôm thứ Hai đã gây ra thiệt hại lớn ở thị trấn Sianjur trên vùng núi cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía nam. 271 người thiệt mạng và 40 người vẫn mất tích. Indonesia là một trong những quốc gia hay xảy ra động đất nhất thế giới, nhưng trận động đất hôm thứ Hai kéo theo hơn 160 dư chấn, còn nguy hiểm hơn vì nó xảy ra ở khu vực đông dân cư. Vâng ạ, một tin tức mà có thể khiến cho chúng ta đều cảm thấy rất là xúc động. Ở đó thì cũng đã hé lộ cái từ khóa mà từ đầu chương trình mà Cà Phê Sáng có gửi tới quý vị, đó là tiếng khóc. Một sinh linh bé bỏng đã chào đời trong một hoàn cảnh không thể khó khăn và nguy hiểm hơn. Không hiểu sao khi mà xem cái tin tức vừa rồi con ạ, thì tôi lại nhớ tới những cái câu văn rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Khải, của nhà văn Nguyễn Khải, khi mà ông viết trong tác phẩm Mùa Lạc có một cái câu là: sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Vâng, và đúng là những khó khăn, những nghịch cảnh thì đôi khi khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thì từ đó có thể vượt qua được tất cả những cái điều thử thách khó khăn đó.